Quý vị và các bạn, Vịnh Hạ Long của Việt Nam vừa được bình chọn đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách những địa điểm câu cá thú vị nhất thế giới. Đây là thông tin do trang web du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet vừa công bố. Cùng với Vịnh Hạ Long nằm trong danh sách 10 điểm câu cá thú vị nhất của thế giới, còn có Kola Peninsula của Liên bang Nga, Cairns của Australia, Nam Mỹ, sông Edward của Mông Cổ, sông Amazon ở Brazil, Ostukeke của Bỉ, lưu vực sông Congo, Brennan của Mỹ. Vịnh Hạ Long với cảnh quan tuyệt đẹp thì đã liên tục được lọt vào top những điểm đến do những trang du lịch hàng đầu thế giới bình chọn. Có thể kể đến như top 10 điểm đến sông nước hấp dẫn nhất thế giới, top 10 vùng nước đẹp nhất thế giới, top 12 đường bờ biển đẹp nhất thế giới, v.v.